Câu hỏi chúng ta, ngày kỷ niệm cách mạng tháng 8 hàng năm được lấy theo ngày khởi nghĩa thành công ở địa phương nào? A. Hà Nội. B. Huế. C. Sài Gòn. Nhìn vào đây, nhìn vào đây, khóc mà to lên, nếu to lên thì chuẩn bị ăn. Đấy, tí cho em cũng mày xem. Đây, đây, đấy, mếu đi, ông mày bế mếu đi. Mếu ghê lên. Tí cho em xem nhá. Đây này, em nhìn nhá. Mếu nhá, cho em mếu nhá, đây này. Mếu, em đang mếu đây này. Đấy, đang mếu này, đấy, bố mày bế, đấy. Bố mày bế à? Bố mày bế, đấy. Bố mày bế. Bố mày bế nào, nhìn con Nhung nhìn vào đây. Thì con mếu không? Đây này, thằng ấy rồi, đấy. Đây này, đấy. Ông mày đang nằm ngủ này, đấy. Đấy. Ông đang ngủ đấy. Và ông đi. Vậy như vậy bà đã không vượt qua được câu hỏi. Ông mày đây này, đấy, đang ngủ. Đấy. Đấy.